bây giờ cô nặng xong cô cũng sẽ con cho con thầy thuốc, xong rồi hết mụn rồi thì mình sẽ làm một cái serum dung dưỡng duy trì, nhưng một tháng mình chỉ xài 4 lần thôi, đó là serum ức chế mụn á. Mình sẽ xài vào mỗi ngày thứ bảy để mình nhớ. Chung cô sẽ hướng dẫn vệ sinh da rồi đi lấy mụn định kỳ thì sẽ không có bị nặng như bây giờ. Nhìn quá trời mà cha to lại to. Giờ như xong đi chia sẻ Như. Rồi coi mụn đi bé. Nằm đó coi được không? Đông khách quá mọi người ơi, kính khách 6 giường luôn à. Nên là ai có đặt lịch nặng mụn thì nhắn tin cho Hằng nha, phải đợi. Rõ không cả nhà? Anh ngủ được hết phòng đi. Thank you.
mụn nó viêm nè, tụ nó vàng cho mình.